trời ơi, mỏi quá trời ơi, hôm qua đánh nhau. À đây Thái Y đến rồi. Trời ơi, chờ mãi từ hôm qua cuối cùng đã tới rồi. Ê, xin chào Thái Y. Trời ơi, ngươi nhận được tin báo của ta chưa? Dạ thưa tướng quân, thần nhận được tin báo của tướng quân rồi ạ. À thế tốt rồi. À mà Thái Y biết rằng là cái bệnh đó là bệnh gì không? Trời ơi, bạn của ta bị bệnh đó lâu lắm rồi, mà nguy hiểm cực kỳ luôn, gặp ai sát hại ở đấy luôn. Thế là ta muốn chữa trị cho xong để cho mọi người có thể an toàn. Bệnh này thì dễ lắm, trước thần cũng chữa trị cho một tên. Bệnh này mà để lâu nguy hiểm lắm. Ừ đúng rồi, phải để lâu nguy hiểm lắm. Thế nên là chắc có lẽ là ngày hôm nay Thái Y giúp ta chữa trị luôn nhá. Thôi để mọi người cùng Thái Y đi theo ta tới chỗ Pixel này. La, yes, sắp được thành người rồi. Ê, núp ơi. Ôi, đang tìm Pixel. Vào đây. Trời, tin vui, Thái Y đến rồi. Tin vui ơi. Thái Y đến rồi. Yes. Bao nhiêu ngày mong ngóng là Thái Y cũng đã tới rồi. Đây. À vừa nãy Núp có nói chuyện với Thái Y rồi. Căn bản là Thái Y không nói chuyện được với người ngoài, nên là Núp phải đây. Bây giờ Pixel vào đây. Núp phải là truyền đạt lại ý kiến của Thái Y. Đây. Thế bây giờ nhá, bây giờ nằm xuống đi, nằm xuống trước đi. Đấy. Xuống này. Okay, đây là một cái bệnh viện rất là lớn này. Nằm đấy, Núp vừa mới phát hiện ra. Đấy. Wow. Ôi sao lại có heo này? À, Thái Y bảo là ấy, để chữa trị cho VCI ấy phải ngủ cùng mấy heo một tối. Ôi. Nằm xuống. Lại còn vậy nữa. Nằm xuống. Đây thuốc, thấy bình thuốc chưa? Rồi ném đi. Không, nhưng mà phải nằm xuống đi. Nằm này, đây cầm lấy nha, nằm xuống. Rồi, cầm uống đi. Rồi, uống đi, sau đó thì rồi. Ok, uống rồi. Rồi, bây giờ để từ để Núp thả thêm nhiều heo đã. Sau đó thì ngủ một tối. Ôi. Sáng ngày mai dậy là sẽ thấy biến thành người. Trời, nó cứ chèn Pixel này. Đừng thả nhiều quá. Thế thôi, được rồi. Ngủ bằng này con là được rồi nhá. Chúc Pixel hạnh phúc cùng lũ heo nhá. Ngày mai biến thành rồi. Người. Trời ơi, cố gắng vì thành người thôi. Ai, trời, ngủ cùng heo luôn. À, ngủ đây. Sáng mai biến thành người. Núp đi chơi đây. Ôi, trời ơi, cuối cùng cũng xong. Mong là ngày mai Pixel khỏi bệnh. Trời ơi. Ủa? Sao tên kia không về đi, đứng đấy làm gì? Trời ơi, tối rồi không về đi, ngoài thành này nguy hiểm lắm. Ai, sao không về đi, đứng đấy làm gì? Dạ thưa tướng quân, thần có chuyện muốn nói. Sao? Có chuyện gì? Trời ơi. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, cựa bao uống lại oánh cho bây giờ. Tướng quân không nhớ gì hết sao? Nhớ gì là sao? Trời ơi, người cứ úp úp mà mở lên đánh nó không xịt phát lào bây giờ. Chính bạn của tướng quân là kẻ giết nhà vua, giết bố của công chúa đó, tướng quân quên rồi sao? À ừ đúng rồi, người nói ta mới nhớ. Chính kẻ sát hại nhà vua là... Trời ơi, đúng rồi, bây giờ ta mới nhớ ra. Trời ơi, thực ra thì không phải là ta bây giờ mới nhớ. Nhưng mà... Được rồi, thôi được rồi, bây giờ sẽ về đi. Có lẽ rằng là ta sẽ chờ đến ngày mai cho bạn ta khỏi bệnh đã rồi. Mai ta sẽ triệu tập lệnh bắt luôn, áp giải về cung xử lý sau. Thôi, bây giờ trời cũng đã mưa rồi, về thôi. Trời ơi, đúng rồi, cái việc này là rất là quan trọng. Mình đã hứa với công chúa như thế nào rồi, sao lại để việc này nó xảy ra như này được. Thôi, đi về đây, mai giải quyết đã. Về đâu đi, nhanh lên. Yes. Ui, Núp kìa, nghe thấy tiếng Núp kìa. À, Núp ơi. Pixel à? Wow, đẹp trai đấy nhỉ. Pixel đánh người rồi, hè. Vui quá. Trời ơi, mấy tên quân lính này thì theo nhiều thế nhỉ. À này, sáng ra Pixel thịt hết đống heo ở trong kia chưa? Trời, thịt heo gì, Pixel ngủ à, cùng nó. Pixel ngủ cùng nó nhỉ. Pixel biết vì sao ngủ cùng nó không? Trời ơi. Trời ơi, sao tự nhiên cái phương pháp chữa bệnh của Thái Y lạ đấy, Pixel phải ngủ heo này. Thực ra Thái Y kiểu như thần tiên ấy, Thái Y bảo rằng là cái lúc Pixel làm Zumba ấy, Pixel ăn quá nhiều thịt heo, thế nên là bị heo quật. Đấy, nghiệp của heo nó quật ấy, thế nên là phải bắt ngủ mấy heo mới biến được thành người. Rồi, hiểu. Hiểu chưa? Bây giờ thì nghe ta nói này. Sao? Không sao phải không? Thì đến giờ đến nghe ta nói này. Núp hỏi Pixel là tại sao Pixel giết nhà vua của Núp. Pixel không có giết nhà vua của Núp mà. Đừng có cãi. Sao tự nhiên Núp lại hỏi câu đấy nhỉ? Dưới dạng Pixel không có. Dưới dạng của Zumbai nhá. Chính Pixel là người giết nhà vua của Núp. Núp chờ ngày này để bắt Pixel lâu lắm rồi. Trời ơi. Không có. Pixel không có làm thật mà. Chứng minh. Thế mấy cái quyển sách lúc mà Pixel chết đó, rơi ra đó, Núp không có hai quyển mà có cái âm mưu của nó à? Trời ơi, mấy cái quyển sách đấy ngươi tự tay viết còn được, huống chi ta chỉ thấy cái quyển sách mà ta viết để cho ngươi là
mấy là đúng trước của tao rồi, còn mấy cái quyển sách kia là không có phải nha. Trời ơi, ngươi lại định lừa ai? Chẳng nhẽ núp lại một lần nữa không tin Pixel sao? Không có tin tiếp thì quân lính đâu bắt tên này lại, áp giải về triều đình, chờ ngày xét xử. Trời ơi, lại không tin Pixel. Không tin, trời đừng có nói nhiều nữa. Im đây, bắt tên này lại nhá. Trời ơi, tên này trốn tội à? Trời ơi, lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy cảnh thiên nhiên đẹp như vậy, vậy mà lại để cho bọn Zumbai nó phá hủy như thế này đây. Ta bực quá mà. Trời ơi, nhìn xem, nhà cửa thì tan nát, mọi người thì không ai sống ở đây được. Trời ơi, chắc chắn ta phải tìm ra một cái biện pháp nào đó. Dạ thưa tướng quân, hiện tại thành trì sau khi bị bọn Zumbai chiếm đóng, tổn thất vô cùng nặng nề, làng mạc bị phá hủy, dân thì di cư không sống được ở đây. Ờ đúng rồi, trời ơi, thành trì thì phá hủy thì ta biết rồi, bởi vì là nhìn thế này thôi, nhìn thế này thôi cũng đã đủ hiểu rằng là nó đã phá hủy như thế nào rồi. Giờ này khó rồi, ở trong kinh thành thì ngân quỹ cạn kiệt rồi, bây giờ ta không biết làm cách nào nữa. Trời ơi, tiếc thật, giá mà ta còn ở ngôi làng cũ, ta còn rất là nhiều cái kế mà ta có thể sử dụng được. Trời ơi, ngân quỹ thì cạn kiệt, không xây nổi thành trì, chỉ sợ tướng quân về sau vài ngày bọn đạo tặc chiếm đóng luôn. Ờ đúng rồi, nhắc đến bọn đạo tặc ta mới nhớ, bọn này ngày trước ta đánh nhau với chúng nó. Trời ơi, bọn này nguy hiểm lắm, may rằng là có thành trì kiên cố đấy, chứ không thì chắc là bị chúng nó chiếm đóng từ lâu rồi. Mà nay thì thành trì như thế này lại càng tạo cơ hội cho chúng nó chiếm đóng. Trời ơi, xâm chiếm một cách dễ dàng, chắc chắn là ta phải tìm một cái biện pháp nào ổn thỏa để ta mới có thể là về được cung được. Thôi chúng ta về thôi, trời cũng đã sắp tối rồi, và sau đó thì ta sẽ nghĩ cách, chắc chắn là ta sẽ giải quyết được, ngươi yên tâm đây. Ủa, sao cái tên này về đây làm gì? Trời ơi, hôm qua ta vừa bảo ngươi đi áp giải tội phạm về kinh thành cơ mà, sao bây giờ lại đứng ở đây? Dạ thưa tướng quân, thần làm sao, làm sao rồi, có chuyện gì xảy ra rồi, nói mau. Thần làm đúng theo lệnh của tướng quân, nhưng do trên đường thì đoạn quân mỏi mệt quá nên sơ ý. Sơ ý à? Người đã biết, trời ơi, quy định luật đã như thế nào rồi mà người dám nói câu sơ ý à? Trời ơi, ta bực quá mà. Tội phạm đã bỏ trốn rồi, thần xin chịu tội ạ. Được rồi, được rồi, ta sẽ giải quyết việc ở đây trước, sau đó ta sẽ xử lý ngươi sau. Tạm thời ta sẽ nhốt ngươi vào ngục, sau đó thì sau khi giải quyết việc ở đây xong thì ngươi sẽ phải chịu tội. Ngươi đâu, bắt tên này cho vào ngục, chờ ta xử lý sau. Lắm chuyện bực thật. Trời ơi, ngày nào cũng không yên được. Nhảy sang bên này, nhảy lên trên, nhảy lên trên. Wow, trời ơi, kỹ năng parkour, parkour của mình giỏi quá. Ui ôi, xịn chưa. Trời ơi, ngày hôm nay trời chắc chắn là một ngày đẹp trời rồi. Wow, trời ơi, có mây luôn, có trăng, có sao luôn. Rồi, ngày hôm nay thì mình không đi ngắm mấy cái này đâu. Ngày hôm nay mình sẽ mang cuốc này. Trời ơi, à đâu, mang cúp này, mang xẻng, mang rìu, nó đầy đủ các dụng cụ luôn, để có thể là đi mai các bạn, đi mai kiếm kim cương về để giúp mọi người ở trong thành, để xây lại thành. Rồi các bạn thấy không, nhiệm vụ cao cả đấy, lâu lắm rồi mình chưa đi mai. Nhưng mà mình chắc chắn rằng là cái kỹ năng đi mai của Noob thì các bạn cũng như là mọi người ở trong thành không biết được đâu. Thế nên là ngày hôm nay đến giờ thể hiện rồi. Mình thì không thể nào mà có thể là quay lại ngôi làng cũ để lấy những cái dụng cụ siêu xịn sò để có thể kiếm kim cương dễ được. Nhưng mà các bạn yên tâm, với trình độ này thì mình có thể là mình có thể là kiếm kim cương đơn giản. Các bạn đã biết trình độ kiếm kim cương của Noob như thế nào rồi. Đấy, ví dụ như quả đùi này, quả đồi to lớn này chúng ta sẽ đào vào giữa nó. Đó, chúng ta sẽ thấy kim cương ở giữa. Trời ơi, thường thì là kho báu sẽ giấu ở mấy cái chỗ này này. Trời ơi, mấy tên thổ phỉ này dại lắm, mình hách não rồi. Ủa, sao lại đào thông sang bên này à? Ờ đúng rồi, quên mất. Quả núi nó phải thông sang nhau mà. Ờ ha. Ủa, mà kho báu ở đâu nhỉ? Trời ơi, không có ở đây. Rõ ràng là mình nhận được tin mật báo là kho báu là hàng nghìn viên kim cương là để ở giữa quả đồi này mà. Trời ơi, đâu nhỉ? Đâu ta?
Tôi ạ, lấy xẻng đào trong đất, Ủa, nó thông sang bên này thôi. Rõ ràng là mình hôm qua mình nằm mơ mà. À nhầm, mình nằm mơ, nhầm các bạn. Mình nằm mơ, mình nghe thấy, mình nằm mơ rằng là sáng nay dậy là ra đây đào ở chỗ này là được một kho báu rất là lớn để giúp mình xây lại thành trì mà. Ủa, có giấc mơ đấy, sự thật là mọi lần mình mơ là chỉ có chuẩn như Lê Duẩn thôi mà. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, chứ bây giờ mà mình mà đi đào từng viên kim cương một có đến ngày mai. Mình nằm mơ là ra đây đào được kho báu thì mình mới ra đây đào thôi. Chết rồi. Trời ơi, thế mà sáng ra là tự tin. Xong rồi. Trời ơi, chả lẽ bây giờ mình phải đi đào từng viên một sao? Trời ơi, tôi kệ đi. Lỡ hứa rồi. Quyết mấy cái này đi. Trời ơi, thế là sai giấc mơ à? Rồi, không sao. Thế thì lại, ui. Sao đây lại, ui, ở đây có cái hang này. Wow, đồ lắm than thế. À quên mất, mình đi đào kim cương mà sao đi đào than ta. Mà thôi, chắc chắn là mọi người ở làng là hết than rồi. Bọn Zumbai nó lấy hết than để nó nung thịt của nó ăn rồi. Thế nên là mình sẽ lấy than rồi cho mọi người. Chết rồi đấy. Lâu lắm ông đi mài quên cả mang đuốc đây. Khổ vậy, đừng có con Zumbai nào đây nha. Mình không mang vũ khí nha, mang mỗi cái dìu thôi đấy. Chiếc dìu thần thánh rồi đấy, đừng có con à. Ui, chỗ này có phát sáng này. À vàng. À đây sắt chứ, trời ơi, lâu lắm mà không đi mai lại bị quáng gà rồi. Bị quáng gà các bạn. Wow. Bá sắt rồi. Quả này thì đừng hỏi vì sao luôn. Ui nhảy vào đây. Có lava là có kim cương à. Ấy. Ấy. Ấy ôi chết rồi. Có lava là kim cương à. Trời ơi. Sẽ đào đi lên đây đào đó. Ấy cháy. À chưa cháy mọi người ơi. Cứu phải đi tìm uống nước. À trời ơi đen thế. Chạy. Cứu, có ai ở đây không? Chạy. À trời ơi. Ai bỏng hết bông tôi rồi. Ai ôi chết rồi. Xem nào còn nguyên vẹn bông không? Ui, bông vẫn đẹp. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi mình không đi mai. Trời ơi, xuống mai. Thế sao mà té được ngã ở dưới La Mã nữa. Trời ơi, đi cả buổi sáng đến giờ, trời thì tối rồi. Chết rồi, làm thế nào đây? Thôi về thôi bạn ơi. Trời ơi, thôi về thôi, tự nhận là mình gà rồi. Trời ơi, sáng ra đã bảo với mọi người là yên tâm đi. Trình độ đi mai của núp chắc chắn là kiếm được vài stack, chục stack kim cương về xây lại thành mà giờ. Trời ơi, thôi vứt đi cho nó đành. Thôi đi về, trời ơi, cất dụng cụ đi về. Trời ơi, cuộc sống này khổ quá, đi về thôi. Trời ơi, bực quá mà. Ấy, trời ơi, bực quá mà, thôi về thôi. Ủa, mà có thanh niên nào tự nhiên sao lại đêm tối này lại cười mình nhỉ? Ai kia? Ai, thanh niên kia, cười gì ta đấy hả? Dám cười ra, kim cương ta kiếm gà chứ quánh nhau, ta là vua nhá, ta là chùm nhá, làm sao? À, thích cười nhạo báng ta không hả? Cái gì đây, sao lại ông bụt gì? Trời ơi, tên này chắc chắn là vừa mới đi bóc lịch về này. Đấy, nhìn mặc bộ bộ quần áo của Juventus là biết này. Trời ơi, được đấy, bố mẹ đặt tên cho là ông bụt là hơi xịn đấy. Trời ơi, nhưng mà xin lỗi là đi bóc lịch, đúng rồi, ông bụt đi bóc lịch các bạn này. Trời ơi, mặc quần áo thì sọc ngang, sọc xanh, sọc à đâu, sọc lên, sọc xuống, sọc ngang. Trời ơi, nhìn ghét không? Chắc chắn là vừa mới đi bóc lịch về. Cười ta, trời ơi, cái đồ đi bóc lịch, cười cái gì? Đúng là gà quá đi, ha ha. À cái gì? Trời ơi, ta còn hơn người nha, chắc chắn là người cướp tiệm vàng phải không? Người cướp tiệm vàng hay là làm việc gì đó sai trái xong đi bóc lịch xong rồi lại còn chê mình gà. Người thì hơn gì ta? Trời, ta là vua đấy, ta là tướng quân đấy, người biết gì không? Hả? Trời ơi, ta mới mua bộ này với giá vài stack kim cương bên Ả Rập về đấy, thích chê không? Trời ơi, đặt cái tên ông bụt đã thấy nghe đấy. Thấy sai sai rồi, múa vài stack kim cương. Đâu, kim cương đâu? Điều nó quen đấy. Oánh không diệt phát lào bây giờ. Tào lao, ta thấy ngươi khóc lóc kêu như con gà. Mất giấc ngủ của ta nên ta mới cay cú đấy. Mất giấc ngủ của ta. Trời ơi. Sao? Trời ơi đấy, trời đã sáng rồi ngồi đây nói phép với ông này. Hơi ta về đây. Trời ơi, bụt cái gì? Trời ơi. À thôi. Này, mà ông bụt đây. Nếu ông mua vài stack kim cương đấy thì ông có thể cho tôi cũng vài stack kim cương được không? Tôi có việc gấp. Chứng minh à, được thôi. Nhìn mặt ngươi có vẻ khờ khờ nhưng ham vật chất đấy. Nhưng yên tâm, ta sẽ giải quyết được. Ai hi hi đồ ngốc.
Ông ngốc thì có, trời ơi. Đâu, thế làm thế nào? Ông chứng minh đấy, chứng minh coi. Đừng có bảo cởi bộ đồ ấy ra xong rồi body 6 múi kiếp các kiểu nhá. Bỏ đi nhá. Trời ơi, tôi đấm cho đấy. Rồi giờ thế này nhá, đi đào cho ta vài chục stack kim cương về đây. Cái gì? Ông bị ngáo à? Trời ơi. Hỏi đúng ông này chắc là uống say rượu rồi, chắc xong rồi nói nhảm đây. Trời ơi, tôi đi kiếm vài stack kim cương về lại ông lại bảo tự nhiên ông mang về cho ông thì khác gì tôi thế tôi nhờ ông làm gì? Trời ơi. Ta nhầm. Than chứ không phải kim cương. Được, than thì tao có thể kiếm được. Nhưng mà kiếm về làm gì? Cứ đào về đây đi rồi ta sẽ nói tiếp. Được rồi. Thôi, trời đã sáng rồi. Mình cũng đã hứa với mọi người là mình phải kiếm kim cương được thì mình mới về. Chắc phải kiếm nhanh thôi. Rồi, thế ông cứ đứng đây nha. Chờ tôi để tôi đi kiếm kim cương. À nhầm, đi đào than về đây. Tối mà mang về mà ông mà lấy hết xong ông đi bán lấy tiền. À không, than không bán được. Ông mà lấy hết than quẳng đi chỗ khác xong rồi ông cười ha ha tôi mới oánh cho. Đấu nhà than vừa hôm qua mình vứt ở đây. Chết rồi, vứt nhầm rồi. Than mất rồi. Cày thế nhở. Rồi, thôi mình đi đào than các bạn ơi. Chắc là ông này, ông ấy say rượu nhưng mà ông ấy vẫn nói thật. Ông ấy mặc bộ đồ kiểu bóc lịch nhưng ông ấy nói thật. À, than kia rồi. Hây. Ây, trời ơi. Mong là ông ấy không nói điều. Chúa ghét mình. Thành nhìn nói điều. Rồi, mình sẽ đào mấy cái này đi. Vài stack than thì đơn giản. Rồi, kim cương đen đấy. Các bạn chưa biết thôi, trình độ đào kim cương đen của Noob là thượng thừa rồi. Nhắm mắt là cũng thấy biết kim cương đen ở đâu. Chỉ phải, chỉ trái, chỉ lên, chỉ xuống là đều biết kim cương đen ở hướng nào hết. Nên các bạn đừng coi thường nhé. Đẳng cấp nó cao lắm. Rồi. Đấy, kiếm nhẹ ngay. 21 viên kim cương đen ngay. Ây quá. Đây nữa. Trời ơi, đã chưa. Vài stack là easy ngay. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ đi đào giờ nhiều vào. Hỏng cái cúp này thì về là vừa đấy. Chắc là cũng phải được mấy chục stack cũng nên. Rồi, đấy, đào nhẹ cái. Rồi, sang bên này đào đi. Giờ ăn đến rồi, lầu thai đến rồi. À đây rồi, trời ơi, ông Bụt đây rồi. He, ta đã kiếm than về đây. Trời ơi, ông Bụt đây. Ta kiếm vài chục stack than về đây. Trời ơi, lần này ngoài sức mong đợi nha. Ngoài sức tưởng tượng của ông nha. Trời ơi, mà nhìn ông mặt cứ ngáo ngáo gì. Đáng nhẽ tôi phải đặt tên ông là ông Bọt mới đúng. Ông Bụt cái gì, trời ơi, ông Bụt đáng nhẽ phải có dâu. Mà sao ông không có dâu nhỉ? Trời ơi, à mà thôi quên mất, bỏ đi. Tập trung vào vấn đề chính. À đây này, tôi kiếm rất là nhiều than rồi nhá. Bây giờ tôi làm thế nào? Kiếm than về đây chưa? Than mà ngươi không kiếm được nữa thì ngươi còn không bằng thằng An Hại. Trời ơi, thề luôn chứ. Với cái kỹ năng trình độ kiếm than của Noob ấy, được cái gì nhỉ? Cái gì công nhận ấy mình? Thôi bỏ đi. Trời ơi, đại khái là được thế giới công nhận rồi. Thế nên là đừng có coi thường Noob. Trời ơi. Con này bị ngáo à? Trời ơi, ấy ra xin miếng thịt. Rồi. Đây đây, than đây ông Bụt đây. Rồi giờ thế này nhé, lấy cái đồ ở trong dương ra, bỏ than vào nò lung. Bỏ than vào nung á thì ắt tự ra kim cương. À trời ơi, tưởng lại bảo mình bỏ than vào lò nung xong rồi đi nung thịt heo đi thì oánh rồi. Ủa, nhưng mà sao lại than là than chứ kim cương là kim cương, như than thì liên quan gì kim cương đâu mà lại ra kim cương là sao? Chả hiểu cái gì luôn. À quên, nhớ đổ cả lava vào nữa đấy. Làm đi, nói ta nói điêm ngươi bao giờ chưa? Trời ơi, ông đã gặp tôi bao giờ chưa mà ông lại bảo câu nói điêu tôi bao giờ chưa? À, đâu sẽ có gì trong này? Cái máy gì đây? Quad compaction. Cái gì đây? Máy là cái máy gì, cái cục gì mà tròn thù lù đen thù lù thế này? Cục này là cục obsidian mà. Trời, ông này lừa mình à? À, ông này bảo cho cả lava, chắc là đổ lava vào cái block obsidian này mà vứt than lên à? Trời ơi, xem nào. Ui, hiện đại thế. Đổ vào đâu? Đây à? À, đúng rồi, ông đấy bảo đổ vào đây. Cũng gọi là rất gì vào này nọ đấy nhờ. Được, xem nào. Để than vào đây. Chạy được ra gì? Thời gian chờ là 1 phút. Ủa, tưởng ai nha. Chắc là có lẽ rằng là một stack than là chúng ta đổi được ra một stack kim cương đấy. Thế lại hợp lý quá. Ui ui, thế tổng cộng chúng ta xem nào, đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ui, đâu đó khoảng gần 20 stack kim cương đấy. Ui, rồi luôn, cuộc sống nó lại súng xính rồi. Lại súng xính rồi. Đâu đó xem nào. Chắc là bằng này lava chưa đủ đâu. Trời ơi, ông cho gì kiệt sỉ thế. Cho nhiều lava một xíu xem nào. Tôi đã mất công đi kiếm than rồi. Cái ông Bọt này. Trời ơi,
tôi mà làm xong kim cương. Ui, nhiều chưa? Bạn thấy gì chưa? Đấy. Chuẩn bị, ui, chuẩn bị ra được một stack kim cương bên này này. Ui, còn số gì đây, còn số gì đây chưa ta? Hey, trời ơi, mong mong là đúng như lời mình nói. Ui, quên mất phải lấy vứt đường ở đây. Ô, ông đấy không ăn đường à? Thôi mình cho ông bụt đường về làm bánh ngọt mà ông đấy không làm luôn. À đây sắp được rồi, 11 giây nữa chúng ta sẽ chứng kiến một stack kim cương. Lê lê. Trời ơi. Sắp được rồi. Sắp được rồi các. Cái gì? What? 2 phút mà mình mới được một viên kim cương. Ui ôi. Xong rồi. Cái gì? Đùa đấy à? Trời ơi. 2 phút mà mất công chờ. Ôi trời. Trời thì sắp tối rồi mà mình mới được một viên kim cương. Cả ngày tính ra chắc là ui một stack than chúng ta kiếm được xem nào. Kiếm được chưa đầy 2 viên kim cương. Một stack than kiếm chưa đầy được 2 viên kim cương. Ui. Cái này thì tầm xong. Ủa chắc là mình phải tổng cộng xem nào. Chắc là phải mất đâu đó khoảng gần 1 năm mình mới kiếm được mấy stack kim cương để sửa lại thành. Không được, không được, không được. Trời ơi, 1 năm rồi núp ở đây cơ mà. Rồi không được, không được. Ông bù đây. Trời ơi, ông đùa tôi đấy à? Một viên kim cương mà mất bằng đấy thời gian thì tôi không thể nào mà xây lại được cái thành của tôi. Trời ơi, cái thành của tôi bây giờ đang gặp nạn kìa. Làm ơn đi ông ơi. Trời ơi, ông đừng đùa thôi tới nữa. Trời ơi, với cái máy này tôi làm sao có thể kiếm được số kim cương cần thiết được. Trời ơi, ông bụt ơi. Ông bụt. Cái gì đây? Ủa, ngươi là tướng quân núp ư? Sao nhìn khác thế? Ta tưởng tên ất ơ nào hám kim cương nên ta chôn đó. Ha ha. Trời ơi. Trời ơi, ông bụt ơi. Ta đây tướng quân núp đây. Trời ơi. Ủa, mà sao ông biết tôi? Thôi, thôi mà bỏ đi. Trời ơi, ông ơi, giờ này nước sôi lửa bỏng rồi. Kinh, cái thành trì của tôi giờ này đang cần xây lại. Trời ơi, kinh thành thì đang hỗn loạn. Thôi ông trốn cái giờ này là giờ sai rồi. Không vui được đâu. Ừ, ta biết việc làm của ngươi rồi. Ta đang định đến tìm để giúp ngươi này. Trời ơi, thế à? Ui, may quá, có phù trợ rồi. Ui, cảm ơn ông nha. Trời ơi, mà ông vứt mấy stack kim cương ra đây đi. Để tôi về luôn gấp rút rồi. Rồi, thế này nhé. Thực ra thì kim cương ở thế giới này ta ẩn hết đi rồi. Giờ để ta phù phép x100 lần kim cương. Đi tới đâu người đào cũng thấy nó. Ủa? Thế là ông không cho kim cương luôn à? Ông bắt ta đi đào à? Hồi thế cũng được. Thế thì ông phù phép đi. À mà làm gì có phù phép này. Mà thôi, chắc là ông đi nói thật đấy. Ông phù phép đi, sau đó thì để ta đi đào cũng được. Trời ơi, ông già rồi. Ông mặc cái bộ quần áo này tôi biết ông già rồi. Chờ ta xíu nhé. Vâng. Thế ông phù phép đi. Trời ơi. Thôi mình vứt hết than ở đây các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Bao nhiêu phút mới được 1-2 viên kim cương. Rồi, bỏ hết than ở đây đã. À từ đã. Lấy thêm viên kim cương này sau đó thì chế tạo lại cái cúp đã. Ừ, vứt mấy cái này đó. Đây, làm thêm mấy. Đấy, chắc là bằng này được rồi. Rồi lấy thêm sau đó chế tạo cái cúp kim cương đã. Rồi đi xem là ông đấy phù phép chưa. Mong là phù phép rồi. Vui quá. Đã ra đây chặt thêm mấy khúc gỗ nữa đó các bạn ơi. Chặt mấy khúc gỗ để làm đuốc đã. Trời ơi. Không thì tí nữa xuống hang lại trời tối mất. Đâu xem nào. May là mình vẫn còn nhặt thêm mấy mấy khối than này nhá. Trời ơi. Mấy viên than này có thể là rồi. Thắp sáng đấy chứ không là xuống đây là tối đen. Thùi lùi luôn. À, bắt đầu đi hành trình đi kiếm kim cương thôi. Rồi. Lần này xem rằng lần này mà chôn mình lần nữa là thôi. Chắc là kể từ ngày đó là mình không thèm gặp ông bọt nữa đâu. Đấy gọi là ông bọt nha các bạn nha. Chứ không phải ông bụt đâu. Ông bụt thì mặc quả áo như kiểu vừa đi bóc lịch về. Đào thẳng xuống. Ủa sao toàn đá vậy? Tầm này là phải gặp sắt với cả đâu, gặp than thiết rồi chứ. Ờ hay là đúng với lại ông đấy nói là ông đấy cất hết, ẩn hết kim cương, ẩn hết mọi thứ. Sau đó bây giờ ông đấy ừ nhỉ. Hay là ông đấy có khả năng là ẩn đi mọi thứ nhỉ. Ui đây rồi, kim cương đây rồi. Wow, được. Mỗi viên này. À đây rồi, lại tiếp tục đây rồi. Ui. Trời ơi. Thích vậy. Wow. Trời ơi, tầng này tầng bao nhiêu đây? Ui, tầng này mới tầng 16 mà đã có kim cương nhiều vậy luôn hả? Wow. Ui. Còn nữa không? Còn nữa không? Ui, thích thú. Ui. Ui, đã có lava luôn này này. Ui, tầng này đã có lava rồi á. Ghê vậy. Ui, nhiều kim cương thế. Wow.
Ôi thích thú, thích thú. Ui, ai ôi, ai ôi. Ui, lava, lava đẻo này. Nhạt đã, tính sau. Làm này là tính sau các bạn ơi. Ui, kim cương, kim cương, kim cương. Wow, trời ơi. Mình may cái túi hàng chục gang đây các bạn ơi, thấy không? Hàng chục gang đi mang đi đựng kim cương luôn. Quả này làm vài stack về xây lại thành là easy ngay. Ui, thích chưa? Trời ơi, kiếm kim cương dễ thật đấy, tầng 16 thôi mà. Kiếm kim cương như thế này rồi. Ấy, 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 nhầm, 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 nhầm. Ui, ui, nhầm, 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 nhầm. Nhầm, à, rồi bỏng, 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 bỏng. Ui, bỏng, 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 bỏng. Ui, may quá, không chết. Không chết các bạn. Ai ngồi bỏng, 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 bỏng. Được nhá, làm cẩn thận nhá. Nguy hiểm quá à. Lava thì nó gắt thế nhở. Chắc là ông Bụt làm cái gì để cho lava nó gắt thế này. Bình thường đào tầng này làm gì đã có lava đâu mà nó đốt ghê gớm thế này. Kim cương nhiều quá các bạn ơi. Trời ơi, đào mới nhẹ một cái đã 26 viên kim cương rồi. Xem nào, đi đi đồng tề nàng bác nào. Chắc là kiếm vài stack là đơn giản thôi. Quả này xem nào, đi sang bên này xem nào. Chỗ này hết à? Hết nhanh thế. Đã thế đào một mạch xuống đi. Gặp đâu xử lấy. Đông tây nam bắc, trái phải, ngang trái. Ui, bedrock rồi. Trời ơi, đào lên. Đó. Toàn thấy đá rồi các bạn ơi, không thấy redstone hay là bất cứ thứ gì luôn. Vàng sắt của tôi đâu? Trời ơi. Chắc là ẩn là chắc ông Bụt lại ẩn sắt rồi bạn. Lại ẩn ẩn sắt rồi, chắc là chỉ để mỗi hiện kim cương thôi cho mình tìm kim cương dễ. Ra vậy. Ra vậy. Đơn giản. Đất này. May vẫn còn đất đấy. Không là khỏi cây, cây cối khỏi sống luôn. Ờ thật là. Ui. Ô, tìm lại khó rồi. Chúng ta đùa nhau hoài. Đây tầng bao nhiêu rồi? Đây tầng 11 đây. Tầng 11 lại không có kim cương à? Thôi lên tầng bên trên đi. Rồi chúng ta sẽ lên tầng bên trên xem nào. Đây có nước không đấy? Có nước. Hay có lava gì không đấy, cẩn thận. Ngập cho thì cũng xịt phát lào luôn. À đây rồi. Ui, hình như kim cương nó chỉ lanh quanh. Ví dụ mình thấy một viên rồi là mình cứ tìm đấy, mình cứ tìm lanh quanh thì là auto có bạn. À đúng rồi, chỉ cần tìm thấy một nơi có kim cương thôi là chúng ta cứ tìm lanh quanh ở đây là auto chúng ta có đấy. Nói có sai không? Nói có mách sách có trứng. Ui, thích thú. Rồi đào lanh quanh đây thể nào để thấy thêm. biết cái cách kiếm kim cương rồi. Trời ơi, bạn thấy không? Trời ơi, chỉ cần đào lanh quanh đây thôi, chắc chắn là bên này ở đây lại có kim cương tiếp đây. Kim cương đấy. Trời ơi, kim cương. Ui, chắc chắn là đây có đây. Trời ơi, nhiều chưa? Bên này, bên này, dưới 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 dưới. Ui, dưới dưới dưới. Ui, lại dưới. Ui, lại dưới nữa à? Lắm thế. Trời ơi, một chỗ có kim cương là cả ổ luôn. Wow, bảo sao vừa lấy mình đi linh tinh, đi lăng quăng. Wow, hấp dẫn. Ui, lại trên này. Ui, nhiều thế. Ui, trời ơi. Trời ơi, đào được bao nhiêu? 53 viên rồi, các bạn thấy không? Các bạn thấy gì chưa? Ui, lại gặp ổ kim cương nữa. Ui, cái này kim cương này hình như là ông Bụt, ông ấy biến thành kiểu như dây chuyền rồi các bạn ơi. Đó. Ở đây là tự nhiên nhá. Ui, theo dây chuyền rồi. Wow, amazing. Trời ơi, này kiếm kim cương sướng thật. Cuộc sống này nó sung sính rồi. Nhìn lên lava nó đốt mất rồi. Ui. Nhưng mà hơi nhiều lava bạn ơi. Nguy hiểm quá. Ui, lava đốt, chết rồi, chạy chạy chạy. Rồi bây giờ, ui, đây trên này vẫn còn này. Đó. Ui. Ui. Trời ơi, thích thật. À rồi, một stack hơn rồi. Rồi tạm thời mình cất đã. Mình sẽ kiếm full cái dương này, full cái ui, full cái túi ba gang này, sau đó mình sẽ về các bạn. Mình sẽ về xây lại thành của mình. Cuối cùng cái vấn nạn xây lại thành giải quyết, mình đã giải quyết được rồi. Trời ơi, quả này thì rầu to rồi. Rầu to rồi các bạn ơi. Đó, nhiều kim cương chưa? Đào không xuể luôn.